Đây là những thông tin về số máy bay tiếng Anh của mình. Do dùng bản đi cam này chỉ có quay lại 1 phút nhưng mình sẽ quay 2 lần ạ. Và được em đang chạy ở phần mềm Facebook đúng ạ. Đây phần mềm này chạy hơi lâu nên em sẽ chia ra làm 2 ạ. Chạy hơi lâu. Bắt đầu nó đã chạy xong ạ. Đây nó đã tìm ra là 16 thư mục. Đây là những init và lắp những bắt cuộc của em. Đây. Có rất nhiều tính năng mới ạ. Như vậy em đã hoàn thành xong bài tập số 4 giới thiệu về công cụ Pê Đúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã cùng theo dõi ạ. Em xin kết thúc bài thực hành ở đây ạ.